Mình dặn thêm cho Linh. Đấy. Mình dặn thêm một chút thôi để cái màu mực nó hòa quyện lại. À, các bạn nhìn thấy không? Phần đuôi thì nó hơi nó trắng, nó không có lông, mà phần này thì hơi có lông một chút xíu. Thế nên mình thêm một chút vào thì mình cho nó sẽ hài hòa và nó đều màu hơn rất là nhiều và tạo cảm giác là khi mà bạn đang lưỡng lự về làm tổng công vậy thì mình quyết định đến đây để xem để trải nghiệm công vậy trong gia đình.